thí sinh bắt đầu là mã số 05, thí sinh Đinh Văn Long, 57 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc Màu Hoa Đỏ qua phần thể hiện của thí sinh Đinh Văn Long đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính mời nhạc sĩ Trần Long Ẩn sẽ có đôi lời nhận xét. Tôi rất thích anh Đinh Văn Long trình bày cái tác phẩm này. Ở anh nó cái giọng rất là đẹp, âm lực rất là ổn định, tức là càng lên âm khu cao, giọng sáng, khỏe,
Thì tôi cho rằng đây là một cái ưu thế. Nhưng ưu thế thứ hai đó là anh vừa hát và diễn nữa. Trên sân khấu truyền hình mà chúng ta hát, diễn rất là đẹp, như một nghệ sĩ thực thụ. Tôi xin chúc mừng anh. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Lân Mẫn. Và nếu quý vị yêu thích giọng ca này thì xin hãy gửi tin nhắn 05 gửi đến tổng đài 8534.